Trung Quốc hy vọng mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam sẽ có lợi cho hòa bình trong khu vực, tin từ Bắc Kinh, Trung Quốc. Hôm thứ Sáu, Trung Quốc đã nói rất mừng khi nhìn thấy Việt Nam bình thường hóa mối quan hệ với Hoa Kỳ và hy vọng điều này sẽ có lợi cho hòa bình khu vực, trong khi Hoa Kỳ đang xem xét dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. Một cuộc tranh luận trong chính quyền Hoa Kỳ về việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đang trở nên gay gắt trong bối cảnh Tổng thống Barack Obama chuẩn bị đến thăm Việt Nam trong tháng này. Những kẻ cựu thù đang có vẻ ngày càng xích lại gần nhau hơn để chống lại sự quyết đoán ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong tranh chấp lãnh thổ chủ quyền ở Biển Đông. Việt Nam cho biết họ hoan nghênh việc Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí gây chết người. Điều này sẽ phản ánh sự tin tưởng giữa hai nước và xác định các nhu cầu của Việt Nam để tự bảo vệ mình. Lệnh cấm vận vũ khí đã được nới lỏng vào cuối năm 2014. Lệnh cấm vận vũ khí là một trong những vết tích cuối cùng của thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Hoa Kỳ đã không công khai nói rằng sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận và từ lâu đã nói thay đổi này sẽ phụ thuộc vào sự tiến bộ về nhân quyền của Việt Nam. Quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận sẽ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ được bình thường hóa cách đây 21 năm. Kể từ năm 2014, Hoa Kỳ có nhiều hành động nhằm thắt chặt mối quan hệ với Việt Nam, trong khi mối quan hệ giữa Việt Nam và nước láng giềng Cộng sản Trung Quốc bị xấu đi do những tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Việt Nam đã tăng cường khả năng phòng thủ quân sự của mình, trong khi Bắc Kinh tăng cường xây dựng các cơ sở quân sự trên các đảo ở Biển Đông mà Trung Quốc đang kiểm soát.